Một suất ăn khuyến mại đặc biệt dành riêng cho người độc thân để bạn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống tự do. Những địa điểm nghỉ dưỡng giúp bạn tránh xa các câu hỏi kém duyên như kiểu: có người yêu chưa? Bao giờ lấy vợ? Bao giờ lấy chồng? Vẫn đấy bà. Thậm chí còn tặng cho bạn một nụ cười viên mãn trong ngày này. Dành tặng riêng 11 suất làm răng miễn phí để có nụ cười tỏa sáng, có thể xóa bỏ sự độc thân. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều những chương trình khuyến mại dành riêng cho hội độc thân trong ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm, cũng chính là ngày quốc tế độc thân. Ngày thường thì mình cũng chả quan tâm đâu, nhưng mà ngày này thì niềm vui của mình nhân đôi. Mình có thể bình thường hóa việc là độc thân có thể ăn một mình, đi xem phim một mình. Nó cũng rất là văn minh và ý nghĩa, dành thời gian nhiều hơn cho bản thân. Thay vì khuyến khích mua sắm theo nhóm hay cho cả gia đình, đi càng nhiều, khuyến mại càng lớn. Năm nay, các đơn vị kinh doanh cũng nghiên cứu xu hướng thị trường kỹ hơn để đưa ra những chương trình phù hợp dành riêng cho hội độc thân. Và hiện nay thì rất nhiều các bạn, mà kể cả những cái người đã 30-40 tuổi rồi, vẫn lựa chọn cách sống độc thân, quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, sống cho chính mình nhiều hơn. Vì vậy, bọn mình đã tạo ra những cái chương trình để dành cho các đối tượng đấy, hay những không gian và những món ăn ưu đãi đặc biệt, để các bạn cảm thấy rằng mình ở đấy, mình vẫn thoải mái, vẫn thấy một cuộc sống rất là tươi đẹp. Và bên xung quanh mình cũng có rất nhiều người như mình, chứ không phải chỉ riêng mình thôi. Khách hàng là thượng đế, nên dĩ nhiên các dịch vụ này chỉ nhằm phục vụ tốt nhất cho các thượng đế. Chứ cũng chả muốn khách hàng của mình cứ mãi cô đơn trong những chương trình khuyến mãi vào những dịp như thế này.